Lịch sử toàn thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nguyễn Ái Quốc tham dự cuộc họp đầu tiên của Hội Liên hiệp Thuộc địa. Dưới ánh sáng của những nghị quyết của Quốc tế Cộng sản và sơ thảo lần thứ nhất, những đề cương về vấn đề dân tộc, vấn đề thuộc địa của Lenin được sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc cùng một số nhà hoạt động cách mạng các nước thuộc địa của Pháp như Algeria, Maroc, Tunisia, Madagascar thành lập tại Paris, Hội Liên hiệp Thuộc địa, đoàn thể của những người dân bản xứ ở tất cả các thuộc địa. Mục đích của hội là giải phóng các dân tộc thuộc địa. Hoạt động của hội là tuyên truyền, hội ra lời tuyên ngôn và cho xuất bản tờ Liberia, người cùng khổ. Ngày 22 tháng 5 năm 1922, hội được nhà cầm quyền Pháp chính thức thừa nhận như một tổ chức chính trị hoạt động công khai. Phiên họp đầu tiên của hội diễn ra vào 18 giờ ngày 4 tháng 10 năm 1921 tại nhà số 9 phố Valois. Ngay khi mới thành lập, hội đã có gần 100 hội viên là những người yêu nước của các dân tộc thuộc địa sống trên đất Pháp. Không phân biệt tôn giáo, chính kiến hay chủng tộc, hội có 4 tiểu tổ, trong đó có một tiểu tổ Đông Dương. Tổng thư ký hội là Mông Nét Vin, sau đó là luật sư Boloncour. Nguyễn Ái Quốc tham gia ban chấp hành và đóng một vai trò quan trọng trong tổ chức và hoạt động của hội. Điều lệ hội xác định đoàn kết là sức mạnh và mục tiêu của nó là sử dụng các hình thức đấu tranh công khai như báo chí, nghị trường để lên án chủ nghĩa thực dân và đoàn kết các dân tộc thuộc địa trong sự nghiệp giải phóng. Tuyên ngôn của hội nhấn mạnh, đứng trước chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc, quyền lợi của chúng ta là thống nhất. Các bạn hãy nhớ lời kêu gọi của các Marx, vô sản tất cả các nước đoàn kết lại. Sự ra đời của Hội Liên hiệp Thuộc địa là một sự kiện chính trị rất quan trọng đối với các dân tộc bị áp bức. Tuy chỉ hoạt động được 5 năm, từ năm 1921 đến năm 1926, nhưng Hội Liên hiệp Thuộc địa đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân các nước thuộc địa Pháp với giai cấp công nhân và nhân dân lao động Pháp. Xây dựng tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân các nước thuộc địa trong một mặt trận chung chống chủ nghĩa đế quốc, thức tỉnh nhân dân các thuộc địa, đào tạo cán bộ cho phong trào giải phóng dân tộc ở các thuộc địa Pháp và thông qua những hoạt động của hội, chủ nghĩa Marx Lenin đã được truyền bá đến các thuộc địa. Trong sự nghiệp cách mạng ấy, Nguyễn Ái Quốc đóng một vai trò to lớn như Leo Figue và Jacques Fourniau đã viết. Từ Paris, Nguyễn Ái Quốc đã gieo hạt giống cách mạng đến 4 phương thế giới, đồng thời người chăm lo bảo vệ sự nghiệp của tất cả các dân tộc thuộc địa. Video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để nhận những video mới hữu ích nhất. Ban biên tập xin được kính chúc quý vị luôn vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại!